Rồi. Hên quá, được cái cây. Rồi, xong không? Cặp này vẫn sung á. Cặp này nó hợp nên nó vẫn sung á. Không có thời gian nên thả mấy con có dấu hiệu rụng dâu cho chúng bắt cặp nha. Đúng rồi. Chịu rồi đó. Chào cả nhà. Chiều hôm nay thả mấy con cúng uống nu ra chơi cả nhà. Trời ơi. Làm liền hả? Lấy nghe được không? Những gì sao mà đứng ở chân trên chân dưới à? Ngày nay nó mập quá trời mập rồi. Nay nó cũng bự mà lùng tè. Thấy con uống nu này có vẻ chơi chân nó cũng cao hơn con đực nữa. Được này là nó mập lên cái thấy nó lùng kè. Từ xa có một cặp đang làm, dính không? Cái con này không dính à? Chiều nay sung quá. Thank you.
Con này sao làm quen lắm được. Rồi. Hên quá, được cái cây. Rồi, xong không? Cùng chiều hôm nay cũng được xong cặp đó rồi. Làm hoài là không tin nha. Không được, cuối cùng hồi cũng được. Còn cặp này chưa có làm hết. Rồi, chiều nay xong được một cặp, xong rồi đó. Vô nè. Giờ tưới ốc ở nhà nó có ốc nó chạy ra cái này. Tưới lên về nè, là ốc ở phía dưới nó tuôn đó, nó nè ốc rồi, ốc cái lớn rồi, nè anh dính nó kẻ tay à. Rồi nó rớt xuống rồi nè, tưới nhìn nó ra nó ôi nè, đây nè, đây nè, ôi con ốc cái lớn rồi. Cũng có nở rồi nha, mình tưởng là không nở chứ, làm vậy cũng hiệu quả nha cả nhà. Này nắng nóng quá rồi nè, chụp bình sống cũng không nổi rồi. Không biết thì đợi tới kịp tới thời mưa không nữa. Chụp bình cũng héo queo mà giờ không dám xịt nước vô cái nhà, xịt ít rồi. Sợ nó nước mặn. Mặn nó sợ sống không nổi nữa. Hiện tại nước mặn ốc cũng không có đẻ nhiều nữa. Thấy nó cũng ngủ đông không? Nóng quá. Nó không có lè lưỡi ra nó ăn. Nóng quá trời nóng luôn. Ở trên kia khô. Trong đây không có nước ngọt để đổ vô nữa. Tưới này đi, hy vọng là mớ ốc này nó lớn lên 11 nước ngọt nó sẽ làm giống. Có mấy con nó tuôn ra luôn. Lục bình mà sống không nổi chứ, lúc mới để vô tốt này cũng có dấu hiệu khá tốt rồi, bị cháy rồi. Ngành nó cho ăn nè. Ở đây, tập hợp ở đây. Đó. Cái con tơ nó không chịu y như là mấy y như con kia. Tại nó tơ y như con hổm. Là cắn nó chống cự lại chứ. Bếp này. Ừ.
mới à. Y như con hổm vậy, nó cũng vậy. Nó còn tơ. Nó còn tơ nữa. Tơ nó chưa chịu. Được rồi. Gãy, nó gãy hết luôn. Cho nó ăn đã. Mình đục dục đục xương luôn rồi. Làm gì anh thấy? Dục cái đục xương luôn. Được rồi. Từ từ. Từ từ. Chân hết này à. Mà nó không được thì vô thử thôi. Gì vậy? Đéo đi. Nó đâu có ăn đâu nó no. Ê, chân nữa. Mấy con kia nó có xương, nó lại đắng nó cạp à. Nó chịu ăn. Ăn gúp kén ăn quá. Nó bị ốm. Con này số à? À con vàng nó đòi ăn. Nhà thả cả đàn mười mấy con luôn đó nha. Đó, có hai con mập ù nè. Con này mập quá trời. Còn con này thì lại ốm. Nó bị cái gì không gọi chủ cũ của nó nuôi ốm cái nuôi hoài nó cũng mập. Nó ăn cũng mạnh lắm nha. Mà nó ốm là nó ốm. Đi vệ sinh xong rồi nó lấy chân nó bươi lấp lại. Cũng được. Nó cứ ra ngoài là nó đi vệ sinh. Con này hôm rồi nó được một lứa một lần, sau này nó qua luôn à.
chiều nay chưa cho chúng ăn nên mấy con mang bầu trong la quá, nó sủa quá, chứ có con người ta gửi, con khách nó gửi nó lạ nên sủa quá. Rồi con xong rồi cả nhà. Ủa chưa hả, tưởng đâu được rồi chứ. Cái con mập này sao kỳ quá, chưa được gì hết trơn à. Sủa gì vậy hả? Sủa gì vậy? Rồi gãi mồi cá. Cá ăn nhâm nhâm nhâm. Cá mồi tông. Rồi ăn quá chừng nè. Xôi như nước cơm. Ngày giờ đồ vô ăn rồi nè, đứng ở đợi nhịn mặt nó dễ thương à. Đợi vô rồi ăn dưới đó cá nhồi 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 luôn, mấy con cá nhỏ 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 ăn à. Gì vậy, gì vậy, đợi vô hả? Thôi mình chở vô thôi cả nhà, chiều hôm nay cũng được một cặp. Thuộc cặp mà cặp anh làm không, không hấp dẫn lắm mà. Nên chỉ quay cho cả nhà cho nó vận động nè. Vận động ra, vận động ra vệ sinh. Về vô cho nó ăn thôi cả nhà. Quá trời. Rồi vô ha. Vô nha. Tập trung, tập trung vô, tập trung vô, tập trung vô nè. Tập trung vô. Ôi ôi kìa nè, ôi tập trung vô. Tập trung vô. À, chạy vô, 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 còn một con.